Ok, hello, xin chào mọi người. Thì buổi hôm nay, thì như buổi hôm trước mình đã nói thì hôm nay mình sẽ tiến hành là cùng mọi người viết các cái hàm ở trên tầng ứng dụng và liên quan đến phần bút, đúng không? Ok, thì mình cùng xem lại một chút. Ở đây ở trong cái chương trình bút chính của mình ở trên app ấy, thì mình sẽ có cung cấp một số các cái hàm như là lập trình binary này, xóa bộ nhớ này, đọc bộ nhớ này, đúng không? Rồi thì check CSC. Ok, thì đây mình cùng đi vào từng hàm một. Ok, thì ở đây là mình sẽ tách ra một cái thư viện cho bootloader riêng. Đây, mình thấy mình viết riêng thành một cái file bootloader-driver.py này. Đây, đầu tiên là hàm program binary. Đấy. Ở hàm program binary này thì mình sẽ cho phép người dùng truyền vào hai tham số chính. Thứ nhất là cái địa chỉ mà muốn lập trình và thứ hai là cái đường dẫn của cái file binary, đúng không? Đấy. Thì ý nghĩa của hai tham số này tức nghĩa là cái địa chỉ mà muốn lập trình tức là người dùng người ta muốn ghi cái binary của người ta xuống cái địa chỉ nào dưới bộ nhớ chứ flash của boot, đúng không? Và cái tham số thứ hai file bin path thì chính là cái đường dẫn trỏ đến cái file binary của người dùng sau khi mà người dùng đã build ra, đúng không? Đấy. Thì chương trình của mình sẽ cần hai tham số đấy, hàm sẽ cần hai tham số đó để hoạt động. Ok, thì đầu tiên trước khi mà mình làm bất kỳ một cái việc gì thì mình sẽ tiến hành là kiểm tra cái địa chỉ chương trình của người dùng truyền vào đã đúng chưa, đúng không? Tại sao mình cần phải bước này? Bởi vì là thứ nhất ấy là ở đây thì mình hạn chế lỗi xuống dưới. Ví dụ như là người dùng người ta truyền một cái địa chỉ nó không align với cả một sector, đúng không? Thì mình sẽ cần phải report lỗi luôn, không align một sector, đúng không? Thì cơ bản là cái thằng flag của mình sẽ cần phải lập trình theo những cái địa chỉ align với những cái sector, theo một sector, tức là địa chỉ này sẽ là địa chỉ bắt đầu của một sector nào đó, đúng không? Đấy. Nếu mà người dùng truyền vào cái địa chỉ nó không nằm trong phạm vi những cái địa chỉ bắt đầu của các sector thì mình sẽ return luôn, đúng không? Mình sẽ return luôn, mình sẽ return fail cho người dùng luôn. Đấy. Đấy, như vậy thì tránh lỗi ở dưới hardware. Đấy. Những cái lỗi nào mình có thể là cover được ở trên app thì mình sẽ chặn luôn, đúng không? Để hạn chế những cái lỗi xuống dưới hardware nó có thể là gây hỏng hỏng phần cứng. Đấy. Bởi vì là khi mà làm việc với Flash thì nếu mình không làm việc cẩn thận ấy, mình không xử lý data cẩn thận ấy, thì có khả năng là bộ nhớ của mình sẽ bị chết. Đó. Có thể là mình sẽ xóa và nhầm cái vùng cấu hình của chip, cấu hình của Flash, đúng không? Mình cũng làm chết Flash này. Có thể là mình xóa vào những cái vùng data cấm chẳng hạn. Đúng không? Cái như những cái vấn đề mà như thế thì mình có thể là sẽ chặn ở trên app trước, đúng không? Để đảm bảo là dưới phần cứng hoạt động ổn định nhất có thể. Đấy. Đây thì mình sẽ cần một cái bước kiểm tra trước này, kiểm tra xem là cái địa chỉ chương trình truyền vào đã đúng chưa. Ok, thì mình cùng đi lên hàm này một chút nhé, mình xem. Đây, ở đây là mình sẽ có một cái mảng chứa các cái sector này, đúng không? Mảng này sẽ chứa những cái sector mà mình có thể ghi data xuống. Đấy. Đấy. Bây giờ nếu mà người dùng truyền cái địa chỉ nó không trùng với bất kể một cái địa chỉ nào trong đây thì mình sẽ return fail luôn. Đấy, return fail luôn ở đây. Đấy, thì đây ý nghĩa của cái hàm precheck là như thế. Ok, đấy. Ok, thì mình xuống bước tiếp theo. Đây là mình mở cái, đầu tiên là mình tính cái length của binary file này. Đấy, sau đấy thì mình mở file lên. Mình sẽ trong hàm này mình sẽ fix cái length write là tầm 128 byte, mình sẽ ghi 128 byte một xuống, đúng không? Đấy. Ở đây là mình tính toán là cái số lần ghi được 128 byte xuống, tức là như thế này, nhé, tức là một lần ghi ở đây tối đa mình đang cho phép cái hàm này ghi một lần là 128 byte gửi xuống dưới bot, đúng không?
Đấy, thì tuy nhiên ở cái file binary của mình build ra nó có thể là nó sẽ không chia hết cho 128, đúng không? Đấy, ví dụ nó là bội của 123 lần bội ba, nó là 3 lần 128 cộng với 4 byte dư ở cuối thì chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ ghi được xuống dưới, mình sẽ gửi xuống dưới bộ nhớ, thứ nhất là 3 lần 128 này cộng với 4 byte cuối cùng này, đúng không? Thì ở đây mình sẽ cần phải tính toán là cái số lần mình ghi được tối đa len là bao nhiêu, đúng không? Mình sẽ lấy cái len này chia cho 128 này. Đấy, sẽ tính là tối đa số lần mình ghi được tối đa len 128 byte là bao nhiêu. Đấy. Ở đây mình sẽ tính là cái len còn lại là bao nhiêu. Đấy, len còn lại sẽ là len byte mình tính ban đầu đây trừ đi cái số len write nhân với 128. Đúng không? Cái số len write nhân 128. Đấy. Tức tức là đấy là mình tính ra được cái len còn lại ấy, sau khi mà mình đã ghi hết những cái chuỗi 128 xuống dưới bot, đúng không? Thì mình sẽ còn dư lại bao nhiêu byte để mình có thể là xử lý tiếp. Ok không? Thì ý nghĩa của remain len ở đây là như thế. Đấy. Ở trong đây là mình sẽ xóa cái data đi này, xóa cái data ở trong buffer đi này. Xóa cái data ở trong data response này đi này. Đúng không? Đấy, sau đấy mình bắt đầu mình đọc cái data ở trong gì? Ở trong file binary vào trong cái buffer data này. Đúng không? Đấy. Đấy, sau khi mà đọc xong rồi thì cái data này sẽ chứa là 128 byte mình ghi đi. Đúng không? 128 byte. Mình sẽ chuyển đi. Đấy, sau khi đọc xong ở trong này sẽ chứa 128 bài này và 128 bài sẽ được chuyển vào đây để mình sẽ send comment đi, đúng không? Send đây cái hàm này là mình sẽ tạo một cái comment write mình gửi xuống bot, đúng không? Mình cùng check cái hàm này nhá. Đấy, trong cái hàm này thì sao? Trong này ý nghĩa hàm này là mình sẽ tạo một cái comment write để ghi xuống dưới bot. Ok, thì mình sẽ cho người dùng truyền vào ba tham số. Thứ nhất là cái địa chỉ mà người dùng muốn ghi là địa chỉ nào. Thứ hai là cái payload length, tức là cái length mà người dùng muốn ghi xuống là bao nhiêu. Thứ ba là payload data. Đúng không? Payload data ở đây có nghĩa là cái data, cái khối lượng data mình muốn ghi xuống ấy là bao gồm những cái data gì. Đúng không? Cái data thực tế mình muốn ghi xuống ấy là nó sẽ nằm trong payload data này. Mình truyền vào. Ok, thế thì ở đây. Đây mình sẽ tính là cái len valid. Đây, mình sẽ tạo dùng một cái mảng ở trong đây thì mình tạo cái comment. Đây đầu tiên mình sẽ truyền cái ô đầu tiên ấy, như ở trong design là mình sẽ chứa cái độ dài của comment đúng không? Tiếp theo là mã của comment là comment gì. Đúng không? Để mà dưới dưới thằng bot nó đọc ấy, nó sẽ biết đây là comment write, read hay là xóa, đúng không? Đấy, nó dựa vào trường này nó phân tích. Tiếp theo là địa chỉ này, địa chỉ thì mình sẽ dịch lần lượt 08.16.24 để điền 4 byte vào trong cái buffer, truyền xuống dần dần, đúng không? Ok, thì tiếp sau cuối cùng thì mình sẽ điền cái length của cái giải data đấy, cái payload length là bao nhiêu byte. Ừ. Ở đây có một cái quan trọng này là mình sẽ chuyển toàn bộ những cái data thành cái kiểu 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 hex, đúng không? Để mình chuyển vào cái bảng TX này. Đấy, mình chuyển toàn bộ data thành dạng hex. Đúng không? Bởi vì là cái data này ấy, khi mình gửi từ trên PC xuống xem nó có sẽ theo cái dạng string. Đúng không? Thì mình phải ép sang cái dạng hex để điền vào cái buffer này để truyền xuống. Đó, cho nó đúng. Nên nếu mà mình chuyển theo dạng string xuống thì nó sẽ không lập trình được, nó bị sai hết. Đấy, vì sao mình cần phải có bước này. Đúng không? Đấy, tiếp theo là mình sẽ tính toán cái giá trị CSC của cái text data.
đây C đây. Đấy, tính xong thì bắt đầu mình sẽ điền lần lượt từng byte xuống text data, từng byte của CSS text data. Cuối cùng mình sẽ điền cái giá trị NP xuống cuối chuỗi text data này. Đấy. Để báo là cái frame đã truyền xong thì dưới bot sẽ dựa vào cái byte NP này để biết là đã hết một con măng, đúng không? Sau đó mình côn cái hàm UART send này đi để gửi cái chuỗi đặt text data đi. Ok. Thì đấy đấy là cơ bản nội dung của cái hàm read comma. À nhầm. Sorry mọi người. Để write comma. Đấy, tương tự đối với những cái hàm đọc và xóa thì nó cũng thế. Đấy, thì mọi người có thể đọc thêm ở trong code mình gửi đính kèm sau khóa học. Ok. Thì đấy. Đấy là nội dung chính. Ở đây thì mình sẽ có là một số các cái hàm phụ khác, đúng không? Ở đây thì trước mình còn nói là có một cái hàm bootloader verify này. Đấy thì cơ bản là cái năng này mình sẽ truyền vào, thứ nhất là cái data này, cái len này và cái nốt. Cái nốt CSC này chính là cái data CSC từ bot gửi lên, đúng không? Tiếp theo là data và len, đây thì chính là data ở trên data nhận được từ từ bot. Đấy. Ý nghĩa ở đây là mình sẽ lấy cái data nhận được từ bot này compare với cái giá trị CSC mà từ bot gửi lên. Thì nếu mà cái CSC calculate này được tính ra dựa theo cái data và len từ nốt nhé, mà khớp với lại cái nốt CSC này thì chứng tỏ là cái chuỗi data truyền từ bot lên PC là đúng, đúng không? Thì mình sẽ return giá trị là ok lên cho lớp ứng dụng xử lý tiếp, còn nếu không mình sẽ lốc lỗi. Đấy, ý nghĩa của nó như thế. Ok, thì đấy là cơ bản nhất về cái các cái hàm trong bootloader driver của mình ở trên tầng ứng dụng. Ok, thì mình cùng đi tiếp cơ bản đến cái chương trình hot của mình. Rồi, chương trình hot của mình thì cơ bản sẽ cần sẽ có cấu trúc như sau. Chương trình hot sẽ đầu tiên sẽ print một cái message cho người dùng này. Đấy, sau đấy nhận cái nhận lệnh của người dùng, nhận input của người dùng vào. Đấy. Chẳng hạn như ở đây mình có 5 cái chức năng, đúng không? Đấy, người dùng khi mà người dùng ấn 1 thì là sẽ lập trình cái file binary. Ấn 2 thì đã xóa bộ nhớ chương trình. 3 đọc tương tự như vậy, 5 là exit. Đúng không? Thì ở đây mình sẽ nhận lệnh người dùng. Ok. Đấy, sau đấy mình chuyển cái lệnh người dùng vào cho bootloader operate. Đúng không? Mình sẽ delay một chút và quay lại vòng lặp. Đấy. Quay vòng lặp. Đây mình cùng sang hàm bootloader operate nhé. Đây, ở trong này mình sẽ có một cái hàm xúc cây nho nhỏ. Đấy, nếu mà cây một đúng không? Thì là chức năng lập trình binary. Đấy. Thì ở đây mình sẽ lấy ra được thứ nhất là cái địa chỉ của người dùng. Đấy, mình sẽ yêu cầu người dùng là truyền cái địa chỉ mà muốn ghi xuống, đúng không? Hàm này là bắt đầu nhận địa chỉ truyền này, địa chỉ muốn ghi này. Ok, thì tiếp theo mình sẽ xóa bộ nhớ theo cái địa chỉ đó trước này. Sau đấy thì mình sẽ lập trình bộ nhớ chương trình này theo địa chỉ và theo cái đường dẫn của file binary, đúng không? Ừ. Tương tự chức năng thứ hai thì xóa. Chức năng này thì cũng khá đơn giản thôi. Thì mình cũng lấy cái địa chỉ của người dùng. Ok. Và mình sẽ truyền xuống cho cái hàm xóa này. Đấy. Cuối cùng mình sẽ in ra được cái giá trị là xóa ok hay chưa. Đúng không? Ở đây. Đấy. Ok thì cái hàm đọc. Hàm đọc thì xử lý hơi phức tạp một chút. Bởi vì là như thế này. Bản chất ấy, cái hàm đọc là mình sẽ đọc lên rất là nhiều data từ dưới bot lên. Đúng không? Mình cần phải xử lý nhiều để mình đảm bảo được là toàn bộ những cái data gửi từ bot lên trên ứng dụng mình là chính xác, là không bị sai, đúng không? Vậy vì sao mình phải xử lý phức tạp một chút ở cái chỗ này?
Ok, thì đầu tiên là người dùng sẽ truyền xuống, thứ nhất là địa chỉ họ muốn đọc này và cái length họ muốn đọc là bao nhiêu, đúng không? Dựa vào đó thì mình sẽ truyền xuống cho bot thôi theo cái địa chỉ và length đấy. Thì data đọc được sẽ được lưu ở đây này, lưu ở đây đấy. Lưu tất cả response đây. Ok, sau đấy thì mình sẽ xóa đi cái data đầu tiên và data cuối cùng đấy. Bởi vì là cái data đầu tiên ấy chính là cái data mà theo như design nhé, cái data đầu tiên mà từ bot gửi lên PC ấy, sẽ chính là cái ACK, đúng không? Sẽ chính là cái ACK đấy, thì mình sẽ xóa đi cái đấy này, và cuối cùng sẽ là cái valid flag, cái cờ valid ấy, mà từ bot sau khi mà đọc xong thì nó sẽ gửi cái cờ valid đến là nó báo đã kết thúc tiến trình. Đó, thì mình sẽ lọc hai cái bài ra ngoài. Ok, mình chỉ lấy cái data thôi, mình sẽ bỏ những cái data thông báo đi, đầu và cuối bỏ hết, đúng không? Đấy, ok, thì sau đấy thì mình sẽ tiếp tục tính toán, mình sẽ giải nén, mình sẽ tính ra được cái giá trị CC từ bot lên này, đúng không? Mình sẽ tiến hành verify cái data nhận được len là bao nhiêu này và verify với cái giá trị CC từ node đấy. Đây, nếu mà đúng, nếu mà giá trị CC và path thì mình sẽ xuống dưới, mình sẽ tiến hành là print cái data đọc được vào trong cái buffer mem này này đấy, cuối cùng print cái buffer mem này ra cho người dùng, đúng không? Print ra. Đấy, nếu mà CC trong trường hợp fail ấy thì mình sẽ print ra một cái buffer rỗng ở đây đấy, bị lỗi, đúng không? Đấy, thì là ý nghĩa đấy. Tương tự với chức năng 4 thì mình sẽ đọc ra cái ID của MCU thôi. Đấy, không có gì nhiều. Cái hàm này thì cơ bản mình trả về một cái mảng chứa cái ID của MCU. Đấy. Và mình đây mình print trực tiếp ra. Đấy. Cái năm thì là người dùng khi mà người ta muốn thoát chương trình thì người ta sẽ chuyển cái bit này về true, đúng không? Đây về true, set cái bit này về true và người ta return lại. Đấy. Thế ban đầu là cái bit này, cái biến này mình sẽ để là false, đúng không? Nếu mà người dùng không chọn cái tiến trình năm này thì bit đấy luôn luôn là false và nó sẽ loop lại liên tục các cái tiến trình khác. Đấy, khi mà người dùng chọn tiến trình năm này thì nó sẽ set biến đấy lên true và nó sẽ return true xuống dưới đây. Ok, nó sẽ return true xuống đây và nó sẽ thoát được cái vòng while này và kết thúc chương trình. Đấy, đấy là ý nghĩa của cái hàm bootloader operate và cách liên kết các cái hàm mình. Đấy, thì đến đây thì về cơ bản theo mình thì mọi người đã có thể là xây dựng được cái bootloader của mình rồi, đúng không? Từ dưới bot cho từ dưới backend cho đến frontend. Đấy, thì các cái khóa học tiếp theo, các cái bài học tiếp theo thì mình sẽ có thể là xây dựng lên cái giao diện riêng của chương trình boot, đúng không? Sẽ xây dựng trực tiếp giao diện luôn. Đấy, mình sẽ dùng toàn bộ data ở dưới app để mình xây dựng luôn cái giao diện GUI cho người dùng dễ sử dụng. Đấy. Thì ok, thì bài học hôm nay mình đến đây là kết thúc. Nếu mà có câu hỏi gì thì mọi người có thể comment ở dưới video. Ok, và chúc mọi người học tập tốt.